Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Và trước đây thì Vân bị mụn rất là nhiều. Nhưng mà có người giới thiệu tới cái sản phẩm Everystay này thì Vân đã trị được nó và để cho làn da tươi sáng mịn màng hơn. Vân cũng luôn cảm ơn chị Bích Liên đã đem tới sản phẩm này cho mọi người. Thưa quý vị, chị Vân đã chia sẻ là trước đó thì chị Vân bị mụn rất là nhiều, nhưng mà khi mà Trà My đứng bên cạnh chị Vân thì cảm thấy rất là bất ngờ và không còn dấu hiệu của một mụn nào, đúng không chị? Rất là hiệu quả, đúng không? Như vậy thì với sự kiện khai trương ngày hôm nay, với sự kiện khai trương showroom thì chắc hẳn là chị sẽ đến gần hơn với những sản phẩm của EV Princess, đúng không? Chị có muốn sở hữu ngay một sản phẩm mới đầu tiên của EV Princess không chị? Tất nhiên là có rồi. Tại vì sản phẩm này là quá là hiệu quả nên Vân cũng rất thích và muốn cho cả gia đình nhà Vân, cả mẹ tới anh chị đều sở hữu sản phẩm này. Và Vân đã mua hẳn một bộ như thế này. Nghĩa là mua sẵn trên tay rồi, đúng không? Và càng chia sẻ cho nhiều người nữa hả chị hả? Và thêm một câu hỏi cuối cùng nữa là chị, ngày hôm nay không chỉ là dịp khai trương không, mà còn là ngày sinh nhật của Hoa hậu Elizabeth Bích Liên nữa. Chị có thể gửi một lời chúc đến cho chị Hoa hậu không? Thì Vân cũng luôn mong muốn là chị Bích Liên là luôn trẻ và luôn ra được nhiều sản phẩm mới để cho phụ nữ chị em mình luôn đẹp và trẻ mãi. Bích Liên xin thay mặt Trung tâm Thẩm mỹ Bích Liên và Công ty Dược mỹ phẩm EV Princess xin cảm ơn đến quý vị đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess và đã giới thiệu cho bạn bè khắp nơi trên toàn thế giới. Bích Liên xin giới thiệu đến quý vị nào chưa dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess. EV Princess đã được quý chị em phụ nữ khen ngợi là thần dược đã giúp hàng ngàn phụ nữ mọi lứa tuổi có làn da đẹp. EV Princess chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, đặc biệt cho những loại da từng bị dị ứng. Chữa hết vết nám, tàn nhang, đồi mồi, da mụn, vết thâm, vết thẹo do mụn để lại, bảo vệ làn da dưới nắng mặt trời, hơi nóng, dưới ánh đèn và trời lạnh, hiệu quả từ 3 đến 7 ngày. EV Princess sẽ mang lại cho quý vị một làn da trẻ đẹp, trắng trẻo, hồng hào, mịn màng và khỏe mạnh. Quý vị sẽ tự tin, thành công, yêu đời và hạnh phúc. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty dược mỹ phẩm EV Princess.